Đức thông báo truyền khẩn cấp một hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang thiếu trầm trọng khí tài để đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 13 tháng 4 cho biết Đức sẽ chuyển bổ sung một hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine để giúp Kiev cải thiện khả năng phòng vệ trước các cuộc không kích của Nga. Theo ông Boris Pistorius, cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin dành cho Kiev. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky gửi lời cảm ơn Thủ tướng Scholz vì quyết định cung cấp bổ sung cho Ukraine hệ thống phòng không và tên lửa Patriot. Các cuộc tấn công gần đây của Nga chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, trong đó có nhà máy Chipilia, đơn vị cung cấp điện chính cho Kiev, Zhytomyr và Cherkasy. Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp nhiều hệ thống phòng không hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Patriot là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất của quân đội Mỹ. Trong đó, PAC-3 là hệ thống phòng thủ tên lửa được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai. Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu. Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21m, trọng lượng 312kg, được trang bị một động cơ kép xung lực có thể đánh chặn tên lửa đang bay ở tốc độ cao 40km, tốc độ bay Mach 5. Trong một diễn biến liên quan, giới chức địa phương cho biết lực lượng Ukraine đã phóng một số tên lửa vào một nhà máy ở thành phố Lugansk. Trong một tuyên bố ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, ông Leonid Pasichnik chỉ trích cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Ông lưu ý rằng cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sắp đi vào hoạt động. Các thông tin chi tiết về vụ tấn công chưa được tiết lộ. Lực lượng chức năng hiện đang làm việc tại hiện trường. Hãng thông tấn TASS dẫn lời các nhân chứng cho biết một số tiếng nổ lớn đã vang lên và cuộc tấn công có sự tham gia của ít nhất 3 tên lửa. Dữ liệu sơ bộ chỉ ra rằng 2 trong số 3 quả đạn là tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Các tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250km, cho phép quân đội Ukraine tấn công Lugansk nằm cách khá xa tiền tuyến. Lần cuối cùng Ukraine sử dụng Storm Shadow để tấn công Lugansk là vào tháng 5 năm 2023. Quân đội Ukraine hiện chưa có bình luận về thông tin này. Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, truyền thông Ukraine vừa đăng tải một đoạn video cho thấy bom dẫn đường A2SM do Pháp cung cấp cho Kiev đã được tiêm kích đa năng Su-27 của Ukraine sử dụng nhằm đối phó với lực lượng Nga. Trung tâm tình báo Osin hôm 12 tháng 4 đăng tải một đoạn video kèm nội dung Su-27 Flanker của không quân Ukraine phóng quả bom dẫn đường tầm xa AASM-250 Hammer do Pháp cung cấp.
cơ quan này không tiết lộ khu vực mà quả bom được phóng đi, nhưng khẳng định đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được Ukraine sử dụng trên máy bay Su-27. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2024, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bom dẫn đường A-2SM tích hợp thành công trên máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo nước này cung cấp cho Ukraine hàng trăm quả bom dẫn đường để nước này có thể đối phó trước các cuộc tấn công của Nga. Hôm 26 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tiết lộ Paris đang điều chỉnh các loại bom, chẳng hạn như A-2SM để sử dụng cho các máy bay từ thời Liên Xô mà quân đội Ukraine đã sở hữu. Ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine sẽ nhận được 50 quả bom mỗi tháng. A-2SM hay còn gọi là AASM Hammer là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với một bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công. AASM Hammer có trọng lượng từ 125 kg đến 1000 kg. Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là một thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Trong khi đó, Sukhoi Su-27 là một máy bay tiêm kích phản lực do phòng thiết kế Sukhoi SDB thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất. Máy bay được trang bị hai động cơ tốt bin phản lực AL-31F, nhờ đó có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km. Truyền thông Ukraine vừa đăng tải một đoạn video cho thấy bom dẫn đường A-2SM do Pháp cung cấp cho Kiev đã được tiêm kích đa năng Su-27 của Ukraine sử dụng nhằm đối phó với lực lượng Nga.